Không khí chuyển sang màu cam, người dân ở thủ đô Trung Quốc phải trốn trong nhà để bảo vệ bản thân. Hiện tại, một trận bão cát nghiêm trọng đang bao phủ thủ đô Bắc Kinh và các khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Đây là lần thứ tư trong tháng xảy ra bão cát. Không khí chìm trong đám mây mù màu cam của bụi và cát đã khiến nhiều người dân phải ở trong nhà để bảo vệ bản thân. Nhà chức trách cho biết tình trạng không khí tồi tệ sẽ kéo dài cho hết ngày 11 tháng 4 trước khi khá hơn. Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu trẻ em và người lớn tuổi ở trong nhà, những người trưởng thành khỏe mạnh cũng được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang và đóng chặt cửa sổ để ngăn bụi và cát bay vào nhà. Trung tâm Giám sát Môi trường và Sinh thái thành phố Bắc Kinh cho biết chất lượng không khí ở thủ đô Trung Quốc đã vọt lên mức ô nhiễm nghiêm trọng. Nồng độ các hạt PM10 vượt qua 1.321 microgram trên mét khối lúc 21 giờ, gấp 30 lần so với mức chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra. PM10 là các hạt ô nhiễm có đường kính dưới 10 micromet và có thể gây ra kích ứng mắt, mũi và xâm nhập vào phổi. Trong khi đó, các hạt PM2.5 cũng đang ở mức nguy hiểm trong 2 ngày qua. Các hạt này không chỉ có thể vào phổi mà còn có thể xâm nhập vào máy. Bắc Kinh thường xuyên bị bão cát tấn công vào mùa xuân, bụi và cát khiến cho bầu không khí chuyển sang màu cam. Nguyên nhân của bão cát là các hoạt động công nghiệp gia tăng cùng với nạn phá rừng ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Hình ảnh về trận bão cát cũng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Người dân phàn nàn về mùi đất trong không khí. Một số người còn ví cảnh tượng đang diễn ra trông giống như trong phim khoa học viễn tưởng và mọi người cần mặc đồ bảo hộ khi ra ngoài.